Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 14 tháng 7, Tránh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, Nguyễn Văn Vũ cho biết, khuya 13 tháng 7 đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Ông Nguyễn Văn Vũ thông tin cụ thể, vào lúc 23 giờ 43 phút, khuya 13 tháng 7, tại km 91 trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thuộc xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 60A-55567 lưu thông theo hướng Tiền Giang về Cần Thơ và ô tô khách biển kiểm soát 67B-00988 chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm hai người thiệt mạng tại chỗ, một người thiệt mạng trên đường đi cấp cứu và hai người bị thương. Phần đầu của xe khách bị hư hỏng, ô tô 7 chỗ biến dạng hoàn toàn ngay sau khi xảy ra vụ việc, các ngành chức năng đã có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông, không để ùn tắc trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Đến 3 giờ 30 phút sáng 14 tháng 7, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất. 5 giờ 15 phút giải phóng xong hiện trường, trả lại thông thoáng và đảm bảo giao thông thông suốt cho tuyến cao tốc. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến tai nạn được xác định là do tài xế xe khách không chú ý quan sát và không giữ khoảng cách an toàn. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km, rộng 16 m, 4 làn xe, tổng đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, khai thác từ tháng 4 năm 2022. Lưu lượng ô tô trung bình trên tuyến hiện từ 22.000 đến 23.000 lượt mỗi ngày. Xe đông nhưng tuyến chưa có làn rừng khẩn cấp mà chỉ có các điểm dừng nên hay xảy ra tai nạn. Năm 2023, cao tốc ghi nhận trên 7,2 triệu lượt xe đi qua, hơn 2.800 sự cố, trong đó khoảng 100 vụ ô tô va chạm. chiều tối 13 tháng 7, sau một ngày tìm kiếm vất vả tại hiện trường vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe khách xảy ra tại huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang, các đơn vị tham gia cứu hộ gồm bộ đội, công an, dân quân tự vệ và người dân đã rời khỏi khu vực hiện trường để đến vị trí an toàn. tuyến đường quốc lộ 34 đoạn km 10 950 được lực lượng chức năng lập chốt hai đầu, căng dây an toàn, cảnh báo khu vực nguy hiểm, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại. tại các điểm lập chốt các lực lượng tham gia tìm kiếm nghỉ tại chỗ, được người dân và lực lượng hậu cần tiếp tế đồ ăn, đồ uống. Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang, thất thần nhìn về phía hiện trường vụ sạt lở cho biết, địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách trụ sở cơ quan khoảng 15 km. Tại hiện trường, đập vào mắt lực lượng cứu hộ là đống đất đá đồ sộ lên tới hàng trăm, hàng ngàn mét khối, nằm dọc dài đến cả trăm mét, chia cắt quốc lộ 34. Thượng tá Phan Minh Học nói, khi nhìn thấy hiện trường, cả đội rất lo lắng, chỉ mong có người còn sống. Anh em đều suy nghĩ, còn thở được là còn hy vọng. Ngay sau đó, đơn vị phân công lực lượng và báo cáo tình hình vụ việc lên cấp trên để điều động, tăng cường nhân lực hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn. Khi phát hiện thấy có tay, chân, thò ra từ đống đất, sạt lở cách vị trí xe 16 chỗ khoảng 10 mét, lúc này, mọi người bắt đầu lao đến, dùng cuốc xẻng chia làm các nhóm, mỗi nhóm bốn người ra đảo bới. ở vị trí này đơn vị phát hiện người đàn ông bị đất vùi nửa chân, thân người nằm trách bên bờ vực. Sau đó là hai nam thanh niên nằm chồng lên nhau, người bên trên bị tảng đá lớn đè lên thiệt mạng, người bên dưới là vừa mỹ xính vẫn còn dấu hiệu sự sống. Sau khoảng mười phút, nam thanh niên này được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu. suốt một ngày tìm kiếm, thi thể các nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. Những người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Đại úy Lê Đình Dương, cán bộ đội tham mưu, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Giang là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường kể lại. Khoảng 4 giờ 15 phút sáng 13 tháng 7, trong khi đang trực tại đơn vị, anh cùng trung tá Nguyễn Hà Tuyên, đội trưởng đội tham mưu, nhận được thông tin một ô tô khách gặp tai nạn ở km 10 900, thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Mặc vội quân phục và cầm theo đèn pin anh và Trung tá Tuyên vội vã lên hiện trường giữa cơn mưa tầm tã. Sau khi vào tới hiện trường, hai cán bộ cảnh sát giao thông đã phối hợp cùng với lực lượng công an xã dọi đèn tìm kiếm các nạn nhân. Khi mới tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng vẫn chưa tới kịp, hai cảnh sát giao thông đã phải dùng tay để cào đất. Cứu được nạn nhân còn sống, mọi người có mặt tại hiện trường càng vững tin, càng cố gắng đào bới nhanh hơn tìm kiếm những nạn nhân khác. Suốt một ngày tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, 11 thi thể nạn nhân đã được cảnh sát đưa ra khỏi hiện trường. 4 người bị thương được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Ngày 13 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Nguyễn Trọng Cầm, 68 tuổi, ở xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đối tượng bị truy nã về tội giết người. Theo hồ sơ vụ án, ngày 27 tháng 4 năm 1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn giết 3 người, gồm một cụ bà 77 tuổi, hai em nhỏ 6 tuổi và 11 tuổi tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đây là vụ trọng án gây rúng động dư luận thời điểm đó. Để tránh sự truy bắt của lực lượng công an, Nguyễn Trọng Cầm cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong quá trình lẩn trốn, Cầm thường xuyên thay đổi địa điểm cư trú, làm việc tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc nhằm hạn chế tối đa việc bị phát hiện. Lần gần nhất, Nguyễn Trọng Cầm đổi tên thành Nguyễn Văn Công, sinh năm 1943 ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tháng 6 năm 2024, công an tỉnh Bình Định nắm được thông tin ở tỉnh Hậu Giang có người chữa bệnh có đặc điểm giống Nguyễn Trọng Cầm. Tổ công tác công an tỉnh Bình Định đến Hậu Giang phối hợp với lực lượng công an địa phương khoanh vùng, truy vết và đã truy bắt thành công Nguyễn Trọng Cầm. Tại thời điểm bị bắt Vợ con của Cầm cũng bất ngờ về nhân thân của người này. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trọng Cầm theo quy định. Ngày 13 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã quy định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về an toàn lao động xảy ra ngày 11 tháng 7 tại công trình thủy điện Nậm Cuội 1. Trước đó hồi 3 giờ 50 phút ngày 11 tháng 7, công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về việc Xảy ra sự cố trong quá trình thi công hầm đập chính thủy điện Nậm Củi 1 do công ty cổ phần Nậm Củi 1 làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn T và D 86 là đơn vị thi công thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn. Thời điểm này, có 3 công nhân thi công đang bị mắc kẹt trong hầm. Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công Đại tá Lê Anh Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cùng các cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh phối hợp với lực lượng tại cơ sở tiến hành các biện pháp cứu nạn, cứu hộ, điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Quá trình tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện 3 công nhân là Vư TS 41 tuổi, Thảo AT 38 tuổi, Phùng LU 31 tuổi đã thiệt mạng từ trước. Lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã di chuyển 3 thi thể nạn nhân ra khỏi hầm, bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra tiếp theo kết quả khám nghiệm hiện trường loại trừ nguyên nhân các nạn nhân tử vong do nổ mìn và do sập hầm. Cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy cả ba nạn nhân qua đời do suy hô hấp cấp, trụy tuần hoàn. Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định, quy trình về an toàn lao động, trang bị an toàn lao động cho công nhân không đầy đủ. Trước đó vào ngày 9 tháng 7, cũng tại công trình thi công hầm này đã xảy ra sự cố tương tự Công nhân Thảo AC bị ngất do ngộ độc khí phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Phong Thổ. Tuy nhiên, đến chiều mùng 10 tháng 7, đơn vị sử dụng lao động vẫn tiếp tục để công nhân vào làm việc trong đường hầm mà không có biện pháp đảm bảo an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã yêu cầu chủ đầu tư dự án thủy điện tạm dừng thi công ngay hạng mục công trình hầm, phối hợp cơ quan liên quan tiến hành niêm phong cửa hầm phục vụ công tác điều tra đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tạm dừng thi công đối với hạng mục công trình xảy ra sự cố đến khi có phương án kỹ thuật biện pháp đảm bảo an toàn lao động theo đúng quy định hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang triệu tập làm việc lấy lời khai đối với những người liên quan để tiếp tục điều tra vụ án xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm